lại đưa chúng em đi mua mấy đôi giày để vừa bán hàng vừa tán gái. Tháng vừa rồi bán được mấy lô nhỉ? Nhẹ nhàng 3 lô thôi. 8 lô. Đấy, thế là hôm nay mỗi một lô thưởng cho một đôi giày. 3 lô thưởng 3 đôi, à thôi, 3 lô thưởng 3 chiếc. 3 lô thưởng 3 chiếc, lẻ 1 chiếc. 1 chiếc là tháng sau bán 3 lô nữa thì anh lại thưởng cho 3 chiếc nữa. Mỗi một tháng sẽ tặng quà cho anh em một món. Đấy, tháng vừa rồi là bán 3 lô tặng 3 chiếc. Đi rồi tháng sau mình bán một lô thì anh sẽ tặng tiếp một chiếc nữa. Tháng vừa rồi bán được 3 lô đất. Trong đó là 3 lô đều ở Yên Bái nhỉ? Yên Bái. Thôi tháng này bán 3 lô nữa thì anh lại tặng cho 3 chiếc. Thì để mình thành mấy đôi? Thành một đôi đi uống trà đá này, một đôi đi tán gái, với cả một đôi đi ăn cỗ. Đấy, hiểu chưa? Cái đôi bạn ấy đang đi là bao nhiêu tiền? Đôi anh đang đi là bên em đang có giá là 785.000 Đi ghi hóa đơn cho anh cứ 2 triệu một đôi cho anh nhé. Vâng ạ. Ghi vào để anh mang về công ty có ai. Hôm nay đưa thằng em đi mua 2 triệu một đôi giày. Mua giày xong lại còn được bốc thăm trúng thưởng này. Em ở đây là có những món quà gì? Nhưng mà chắc chắn là trúng đúng không? Chắc chắn là trúng. Được bốc mấy lần? Mình sẽ được bốc một phiếu cho một đôi giày ạ. Nếu mà bốc mà trượt thì mình lại mua thêm đôi nữa. Mua được đôi nữa là bốc. Cái gì đắt nhất em nhỉ? Mình có thể được tặng một Valiza. Có gì có phim cho anh không? Tìm xem cái chỗ nào Valiza để bọn anh cầm bốc nào. Không được Valiza thì từ bác mặc về. Nhìn nhá. Cái nhỏ nhỏ này thôi, chồng của họ. Ui dồi ôi, hai đôi tất. Hai đôi tất. Bốc lại mà. Cho bốc lại. Bốc gì mà được hai đôi tất thế này hả? Mình sẽ được bốc lại với yêu cầu là mua thêm một đôi nữa. Ui dồi ôi. Bọn em tần cài bọn anh à. Cho chắc vào đây là 50 phiếu thì 49 phiếu là đây, là tất. Có một visa. Ui dồi ôi, bốc hai đôi tất thế này thì rồi ơi, hai đôi tất đúng không? Cho ông em nó đi mua thêm cái ví, tại vì mình biết là bạn ấy kiếm được rất nhiều tiền, thành ra là phải đi mua thêm một cái ví để đựng. Em phải mua cái loại nào ấy, nó có càng nhiều ngăn càng tốt. Có một chỗ nhá, ví dụ mua cái này là 2 ngăn đúng không? Một cái chỗ này là mình để đựng thẻ ngân hàng, ngăn bên này đúng không? Bên trái này là mình đựng tiền lẻ, bên phải đựng tiền chẵn, hiểu chưa? Cứ mua cái nào càng nhiều ngăn càng tốt, nó nhiều tiền, thành ra là phải dùng cái túi nào nó to to đây này. Em xem cái này được không? Đấy, ví dụ như cái này này, nó to này, nó đựng được nhiều tiền với cả là nhiều thẻ ngân hàng này. Sao? Có cái dây nào để quàng vào cổ ấy, có cổ ấy. Đấy, ví dụ như buộc cái dây mà để vào cổ ấy này đi cho nó đỡ rơi. Thế anh lấy cặp cho to hơn ạ. Điều gì cũng sẽ mua cái túi to thôi, tại vì bạn ấy rất là nhiều tiền. Cho nên là cứ ngắm toàn ngắm cái nhỏ thôi, kiểu gì thì chọn cái to cho mà xem.